cái tầng dưới của cây cầu các bạn, một chiều đi qua và một chiều đi ngược lại nữa. Cầu này cũng rất là kinh điển, không có thua kém gì cầu Ông Vàng ở phía bên kia. Đây là tầng dưới, gồm 1, 2, 3, 4, 5 làn xe, 5 làn xe các bạn. Nhìn họ làm cực kỳ chắc chắn ha. Rộng rãi thoáng, xe mô tô chạy là thấy đã chưa. Bên kia chiếc nữa, xe mô tô ở đây được chạy len lỏi giữa các làn xe hơi rất là tự do, nhưng chạy phải rất cẩn thận vì lượng xe hơi khá là nhiều. Đó, đây là cái tầng bên dưới của cái cầu, hai tầng rất là dài. Tốc độ cho phép ở đây là 50 mai. Nhánh hai cái tầng các bạn coi sẽ thấy được, họ thiết kế ở hai cái nhánh, một nhánh ra qua bên này, một nhánh quay lại bên kia. Tesla Model S đang chạy trước mặt. Sẽ chạy về Los Angeles, sau đó mình về hướng quận Cam, Victor Sài Gòn. Đó là chúng ta quay về cái bản đồ sẽ thấy chỗ này là mình đang đứng ở đây ngay cái đảo, sau đó mình thoát ra khỏi cái đảo này bắt đầu mình lại qua một cái cầu nữa, băng qua cái vịnh San Francisco. Đó, đây là cái nhánh ra, ra của cái tầng bên dưới của cái cầu. Đó, bên trên là một cái nhánh ngược lại. Đó, cái nhánh ngược lại sẽ nằm bên đây đó, cái lối ra bên tay phải và cái lối vào ở bên này. Đó, rồi bắt đầu băng qua tiếp cái cầu phía hướng này thì cái bắt đầu từ đây nó sẽ là một tầng đó. Các bạn thấy bên này là cái đường lên cái tầng siêu hơn tầng 2, cực đẹp luôn, quay cái dây văng thôi. Tốc độ cho phép đây 50 mai.
cầu rất là kinh điển. Quá đẹp luôn. Ban đêm những cái dàn đèn mà trụ đèn này nó chiếu xuống thì thôi hết sảy. Long lanh cái vịnh San Francisco. Mỗi bên là 5 làn xe. Tiết ở đây rất là đẹp, hiện tại khoảng 12 độ C. Trời nắng đẹp. 12 độ C ở cái vùng vịnh này thì rất là lạnh. Đó, Harley Davidson. Cổ cao. Đổ bạch 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 bạch. In 2 miles, take exit 8B to merge on Thai 580 East towards C24. Xe là đã thấy rõ rồi, cơ bản nó bằng cái lên đường dưới luôn. Quá đẹp. Accident ahead of 2.4 miles. You're still on the fastest route. Ba cái len bên phải. Đoạn này đang use có 6 the right three lanes to take exit 8B to merge on Thai 580 east towards C24. Chuyển qua cái exit 8B. Đó, đây là bằng làn đường, một trong ba cái làn đường để quẹo vào exit 8B. Take the exit. Đó, bạn thấy cái bảng downtown Auckland. Thông giao thông rất là kinh điển của Mỹ. Bây giờ trộn vào cái freeway 580. Đường cong mềm mại. Đó, xe chạy bên trên những cái cầu vượt tuyệt đẹp luôn. Nhìn xuống những cái vịnh San Francisco downtown, những cái tòa nhà chọc trời ở đây. For 45 miles, continue on I-580 East. Tất cả là nhờ cái bản đồ nó dẫn hết các bạn. Quá đẹp, buổi chiều nắng đẹp. Trời
rồi bắt đầu chuẩn bị kẹt xe, cho nên là đường bắt đầu trên bản đồ nó vàng và nó đỏ rồi, hôm nay bắt đầu kẹt. Tiếp tục 45 mai trên cái xa lộ 580 hướng đông, đi về hướng đông 580. Xin chào tạm biệt các bạn.